Vâng, thưa quý vị, ở vùng đồng bằng miền Bắc 2 ngày nay thì cũng đã rất là rét rồi. Nhưng mà nếu so với khu vực miền núi cao thì chắc chắn là cũng chưa ăn thua gì. Trong sáng sớm nay thì nhiều đỉnh núi cao nhiệt độ đã xuống dưới ngưỡng 0 độ C. Băng giá đã xuất hiện trên các cành cây, ngọn cỏ là hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ nên đã thu hút được đông đảo khách du lịch đến chiêm ngưỡng. Và trong đợt này thì đỉnh Mẫu Sơn là nơi rét nhất và cũng có băng giá nhiều nhất. Hôm nay là ngày thứ hai, Lạng Sơn tiếp tục xuất hiện băng tuyết tại đỉnh núi Mẫu Sơn khi nhiệt độ giảm xuống mức rất thấp là -1,6 độ C. Do có độ ẩm cao trong không khí kèm theo hơi nước bám vào cây cỏ nên tạo ra cảnh tượng băng giá trắng xóa khắp cả cánh rừng. Lượng người kéo lên xe băng tuyết khá đông, trong ngày hôm nay có khoảng 300 người. Trên đỉnh Mẫu Sơn gió thổi rất mạnh vì đây là cửa ngõ đón gió mùa nên ảnh hưởng rất nhiều đến du khách. Nếu ở lâu ngoài trời, chân tay sẽ bị tê cứng, mặt mũi bị đỏ rát, cảm giác rất khó chịu. Nhiều người đã không thể đi được trong điều kiện thời tiết này do chủ quan, không trang bị đầy đủ quần áo ấm. Ngoài ra, sương mù và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên du khách cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển do đường lên đỉnh Mẫu Sơn quanh co, một bên là núi, còn một bên lại là vực sâu. Dự báo đợt rét này có kéo dài đến hết tuần, nhưng nhiều khả năng băng giá chỉ tồn tại nốt trong ngày mai.